Chào các bạn, một trận chiến hay, sát pháp gãy gòn mà cũng chẳng kém phần tàn độc. Lùng đụng độ giữa khoái đao hiệp khách Uông Dương từ Hồ Bắc và viên mãnh tướng Sơn Đông Lý Hàn Lâm. Đây là vòng đấu trong giải chọn đội cờ tướng Trung Quốc tham dự Đại hội Châu Á năm 2022. Một cuộc đua không thể nào nhân nhường khi ngoài suất dự chính thức tại đại hội đã là một niềm khát khao của bất kỳ hào thủ nào, thì xác suất ấm lấy huy chương là rất, rất cao. Ai cũng biết việc này, cái nôi của làng cờ thế giới đã xem cờ là quốc sản, thì hầu như rất hiếm khi để lọt các vị trí danh giá về các đối thủ phi hoa duệ, cho nên thậm chí là giải tuyển chọn này còn trông gai và khốc liệt gấp bội phần so với kỳ thi châu lục. Nhận xét như vậy cũng không phải là chẳng có cơ sở. Trở lại về ván cờ thực chiến ác liệt giữa Uông và Lý, trong trận Uông được hành tiên và dùng tiên nhân chỉ lộ. Lý đối trận bằng tả pháo nhập trung, Uông nhảy mã phải trước, Lý dùng mã tám tiến bày. Uông lấy xe 1 bình 2, Lý cũng mau lẹ đưa xe này xuất trần. Rồi Uông tiến hữu pháo mà phong tỏa, Lý đã dùng binh 7 để tiến 1. Một cách thức quen thuộc và cũng chẳng thể nào cần kíp hơn. Đây là một mắt xích rất quan trọng để kẻ cầm đen có thể mai phục, nhảy mã cửa hà, chính thức đưa pháo đối phương vào cảnh hiểm địa, hay nói cách khác, cũng là một cách để giải quyết đối với lực xe pháo phong tỏa của đối phương. Còn lựa chọn của Uông Dương tiếp tục là dùng mã 8 tiến 7, Lý cũng vậy, phát triển cánh còn lại của mình, quăng ngựa ra cánh biên. Rồi Uông Dương đã bổ tường, Lý ngũ lục pháo ngay. Uông nhanh nhẹn dùng mã nhảy cửa hà để phong tỏa chủ lực còn lại. Vẫn là một hình cờ nhìn vị đang dàn trận theo thông lệ. Vậy thì nước nhảy ngựa này của Uông có phải là quá tùy tiện? Tại vì xét với ngũ lục pháo của Lý Hàn Lâm, lúc này Lý chỉ cần dùng pháo này tiến thẳng ba nước, đuổi mã cửa hà, rồi tự nhiên đưa xe này lộ diện, chẳng há phải Uông đã thật sự là hoài công. Nhưng thật ra hình cờ chẳng hề đơn giản. Nếu như triển khai vậy, chẳng mấy chốc mà rơi vào cạm bẫy của Uông Dương, binh bảy tiến một, bò trắng. Nếu như không tiêu diệt vào hậu họa này, về lâu dài Lý không thể nào ăn ngon ngủ yên. Còn nếu như dùng binh ba mà tiến một, cũng chẳng thể nào thoát thân được. Uông Dương lấy xe 9 binh 7. Và sau nước cửa tiếp theo, chỉ cần lấy xe này tiến lên đạp chốt, đứng ngay cửa hà của đối phương. Thành thử, xe pháo mã của Uông Dương đều chiếm hết những con đường gọi là trắc địa. Lý Hàn Lâm e rằng càng đánh sẽ càng bớt lời. Bởi vậy, cần phải tỉnh táo với hình cờ thoạt trông là đơn giản này. Lý đã lựa chọn một bình đánh đầy thỏa đáng là nhảy mã cửa hà. Kiểu gì, đối phương cũng phải lấy pháo đường 2 mà tháo chạy trước. Còn nếu như không, binh 7 chỉ cần tiến 1, dùng cả mã và xe, vây từ pháo, rồi thừa cơ đưa chốt đột kích qua hà, ém thẳng vào mã 3. Tính toán là vậy cũng chẳng hề sai chút nào, nhưng Uông Dương đã bỏ qua bình đánh này, mà lập tức ủi binh 7 qua hà, bàn cờ chẳng mấy chốc mà trở nên rất ác liệt. Lý vẫn vậy, dùng binh 7 tiến để vây bắt ngay. Còn nếu như giả thử, xem xét cách khác là dùng binh 3 mà tiến 1, thì lúc đầu pháo đường 2, Uông Dương cũng chẳng cần phải để tâm nữa. Lấy xe để xuất trận như thường, binh 7 tiến 1, Lý thực sự đã hoài công. Pháo chém thẳng vào chốt, mời đấu cả đôi chủ lực, mà lúc này xe đường 8 đã mất căn, đành phải chủ động trước. Không phải là mã quay về, mà nhanh nhẹn chỉ cần dùng pháo chém thẳng vào xe còn lại. Vẫn là một thế tiến công, Uông Dương đã gây dựng từ rất sớm. Xoay sở kiểu gì, Lý cũng hoàn toàn bất lợi. Chưa kể là xe đường 8 đang nằm ngay cửa từ, cho dù tháo chạy bất kỳ cửa nào, thì binh vẫn chỉ cần tiêu diệt. Một hình cờ thượng ưu, vừa dễ công, tiện cả thủ, Uông Dương sớm có thể ca khúc khải hoàn. Bởi vậy, hoàn toàn có thể đoán biết được âm mưu hiểm ác của đối phương. Lựa chọn trong hình cờ này đưa bàn cờ về tình cảnh đối công quyết liệt, Lý cũng binh bày tiến một, tạo thành một định thức quen thuộc là bốn chốt giáp mặt nhau. Nhưng tâm điểm, hay nói chính xác, là đòn chủ đạo của Lý lúc này nhằm chí tử vào pháo trục 2 của Uông Dương, mà Uông không thể nào phớt lờ. Tưởng chừng Uông sẽ phải đưa quân di chuyển, nhưng chẳng hề, anh chính thức đã bỏ pháo mà đoạt lấy chốt ngay. Lý cứ vậy mà ra tay gấp, xe này tiến thẳng, mã lại quay về. Rồi Uông tiếp tục ủi lấy chốt còn lại. Tức là khoái đao vừa vào trận, khai cuộc còn chưa đâu tới đâu, đã dũng mãnh bỏ một pháo chỉ đổi lại đúng hai chốt của đối phương. Vậy thì có phải là một cuộc cờ quá liều mạng, có đi mà chẳng về? Diễn biến tiếp theo cho chúng ta tỏ tường tất cả. Lý lập tức đã dùng pháo ngũ lục tiến thẳng qua, vây bắt vào mã còn lại. Chỉ cần mời đổi, có lợi cả muôn phần. Thứ nhất, tha hồ có thể dùng pháo tiêu diệt vào trung lộ. Và thứ hai,
xe còn lại thản nhiên để xuất trận ngay. Bởi vậy, Uông Dương đành phải dùng ngựa bay lên cửa Hà, tránh nguy cơ thứ hai, tức là để cho Lý Hàn Lâm có thể xác lập trung pháo, rồi bổ sĩ lên. Nhưng việc này cũng không phải Lý có thể nhàn tay đưa chủ lực còn lại xuất trận. Sau khi nước bổ sĩ, Uông Dương đã còn toan tính đưa chủ lực còn lại xuất trận, pháo đứng cửa này không thể nào toàn mạng. Bởi vậy cũng chỉ còn cách là phải tổ chức để rút quân ngay. Nhưng đòn đánh này chẳng đơn giản, Uông Dương không thể nào được thế thắng lấy xe này xuất trận để truy đuổi. Lúc đầu pháo của Lý chỉ cần tạt đường bảy đe tường tạo sát là một nước tiến cơ bản. Tường phải bổ, rồi binh năm tiến một. Thứ nhất là thoát thân, thứ hai là phục sẵn lao qua Hà. Thì Trần Đế lúc này vẫn còn giữ nguyên đàn tính, và Uông Dương đã tự làm mất đi những nước tiên sau khi đã phê pháo thứ nhất. Bởi vậy đã tính toán một cách vẹn toàn để Uông Dương quyết định tới đây dùng binh mà tràn qua Hà trước. Lý làm gì vẫn chủ động lấy pháo tạt đường bảy đuổi tường, tường này quăng lên rồi lại tiến xét để khởi hoành. Có lẽ Lý làm việc này là một công đôi chuyện. Thứ nhất, pháo đứng cửa này hoàn toàn tạo ra cơ hội để chủ lực đối phương có thể xuất trận. Và thứ hai, chủ lực đường biên muốn tìm cách để xung trận chỉ có thể tiến lên khởi hoành như trong phương án này. Nếu như pháo đứng ở vị trí này chẳng há phải tạo ra một cảnh tượng hỗn độn và chen chúc hay sao? Còn tiếp tục tới đây thì Uông Dương lại ủy thác cho chốt còn lại tiến lên mà phá tan trận địa của đối phương. Mặc dù đắc được một pháo nhưng Lý Hàn Lâm đang đối diện với một hình cờ chẳng hề dễ chơi chút nào. Mã đường 8 đã bị vây khốn tới nơi. Nếu như dùng ngựa này quay về sẽ là cơ hội Uông Dương ló mặt chủ lực còn lại, mà gần như Lý sẽ chẳng còn cơ hội để phản kích nữa. Trong cái khó ló cái khôn, Lý lập tức dùng mã 8 để tiến bày. Tựa chừng Lý đang còn tự động đưa quân vào chỗ chết, nhưng chẳng đơn giản. Uông Dương lấy lại quân vào thời điểm này e rằng là còn chưa thích hợp. Lý chỉ cần dùng pháo để chém tường, gãy tường đã đành. Mà thể tiến công của Lý đã lộ ra. Thứ nhất, có thể đe dọa pháo bảy này tấn thẳng bốn nước là sát cục. Và thứ hai, đang còn chốc trực tiếp vào mã 8. Bởi vậy cũng chỉ còn một cách để giải quyết vẹn toàn. Mã này quay về, cản quân, vừa chốc pháo trung lộ, pháo rời một, đánh đuổi. Để cho Uông tiếp tục lại tốn công tháo chạy, rồi hoặc là dùng mã này tiêu diệt chốt, hoặc là lấy xe đưa vào vị trí thích hợp. Mặc dù đã trả lại quân, nhưng việc hơn tưởng thế quân chủ động, Lý sẽ có nhiều khả năng để đối diện với một hình cờ khả quan hơn. Bởi vậy, lựa chọn trong thực chiến, Uông Dương rất tinh quái với đòn đánh của mình. Không phải là dùng tượng để tiêu diệt vào mã, mà lập tức anh đã ủi chốt, chọc pháo trước. Không thể nào, Lý để mất luôn con pháo đường 7, mã phía trên cũng lập hiểm địa. Bởi vậy, lúc này lấy pháo 7, bình trục 8 ngay, sẵn sàng lao chiếu nếu như tượng này tiêu diệt vào mã trên cao. Tất nhiên là Uông không thể nào làm vậy. Nhưng nước cờ ngăn cản cũng rất thuận tự nhiên. Chỉ cần lắc thêm một nước chốt nữa, thứ nhất là đuổi pháo, thứ hai khiến cả pháo lẫn ngựa của Lý đang đồng lập hiểm địa không thể nào tiện tay đưa về hình cờ cũ. Tại vì lúc này cái giá phải trả, ngựa mất mạng trắng mà không hề đấu đổi được gì, tình cảnh sẽ vô cùng bất lợi. Thế nhưng trong hình cờ này, chúng ta chỉ cần để ý kỹ, vẫn còn một lựa chọn. Mã 7 tiền 8 thì sao? Tất nhiên nếu như dùng pháo tiêu diệt, pháo của Lý chỉ cần tiến lên thay thế ngay, vẫn là một thế tiến công đang chờ đợi với thiên địa pháo trần, lực quân cũng khá là linh hoạt. Còn lựa chọn khác, tức là dùng chốt ủi pháo, Lý sẽ chấp nhận trả lại pháo cho đối phương, mà quay ngựa về, chờ đợi cho một màn ngoạ tạo thấy rõ, vẫn là hình cờ đối công đến quyết liệt. Cờ về tay ai còn rất khó để đoán trước, nhưng trong thực chiến, dưới áp lực của thời gian và rất nhiều yếu tố khác, Lý chính thức bỏ qua bình đánh quan trọng này, lấy pháo để tạt biên, để cho Uông sách tượng mà tiêu diệt thẳng thừng. Vậy thì có phải là Lý đã hoài công? Câu trả lời, anh lấy xe bình quá cung để chốc mã ngay. Phải lợi dụng rất triệt để vào một hoàn cảnh tương đối khó chịu của Uông Dương, tức là chủ lực còn lại gần như không còn cửa để xuất kích kịp thời mà ra tay đàn áp. Lý hoàn toàn biết được nếu như để cho Uông có đủ thời gian ổn định về đội hình, chắc chắn cơ hội của anh sẽ chẳng còn nữa. Lựa chọn của Uông Dương, nhảy mã xuyên tâm, đuổi pháo trung lộ, pháo rời về hai nước, rồi thừa cơ đưa xe xuất trận. Lý lập tức xách pháo bay qua Hà, chém thẳng chốt, vừa còn đe dọa tấn thẳng vài nước đã là sát cục. Bởi vậy tượng phải quay về đương nhiên, nhưng vẫn còn một cách thức khác, chính là lấy pháo tạt đường 8.
vẫn hình thành ra mối nguy như cũ cho đối phương. Bởi vậy, Uông lại tiếp tục đối phó chẳng ngơi nghỉ. Lấy pháo này tiến thẳng ba nước, rồi dùng xe cắm thẳng vào sĩ đáy là sát cục. Bởi vậy, một trong những cách thức phòng thủ quen thuộc là chúng ta thường nghĩ quay tường này về, nhưng vẫn vậy, pháo tiến thẳng, tướng phải xuất, chẳng há phải, sĩ trung tâm mất mạng, là một cuộc cờ Uông Dương khó lòng mà qua khỏi. Thế tiến công của Lý tới đây sẽ như trẻ tre, chỉ cần tiếp theo dùng xe khuyết thẳng vào sĩ đáy. Xe đường bày đối diện với án tử đã đành, mà sau khi tướng phải thường, pháo này chỉ cần tạt ra đường biên. Đôi pháo thậm chí là còn mạnh hơn cả một đơn xe rất nhiều, rất dễ để ca khúc khải hoàn. Bởi vậy, trong thực chiến không thể nào diễn ra theo hình cờ này, mà Uông Dương đã chủ động lấy tướng để xuất cung trước. Thứ tự thay đổi, nhưng kết quả có đổi thay chút nào? Tại vì đối phương vẫn dùng pháo mà tiến thẳng, chiều tướng ngay, tưởng quay về, mọi chuyện vẫn vậy. Nhưng thực ra, đây là một đòn rất chủ động, tinh khôn và rất cao cường của khoái đao. Lúc này vẫn còn một lựa chọn khác, dùng tướng 5 rời về đường 3. Sức tiến công của thiên địa pháo của Lý Hàn Lâm gần như đã chứng cả lại. Pháo lỗ 5 đã mất tác dụng hoàn toàn. Xe đường sườn này cũng vậy, đành phải tiến lên tìm cách thức khác, tức là tới đây còn mai phục đưa vào vỗ mặt để gia tăng sức ép. Nhưng đơn giản, Uông lấy xe này tiến thẳng ba nước, Lý vẫn lập tức đưa xe mà chiếu ngay. Pháo của Uông đã vào kê mặt, rồi cũng tổ chức rời pháo. Thứ nhất là cần phải phá tan thế liên hoàn rất chắc chắn của đối phương, song mã này thực sự đang còn rất mạnh. Cũng chính vì vậy mà mã còn lại của Lý không thể nào tìm đường xuất kích. Và thứ hai, thiên địa pháo trần đã hoàn toàn vô tác dụng, cho nên án ngữ mãi ở đường này cũng không hề có công trạng gì. Còn về phần của Uông, giải quyết êm đẹp, rời mã về, đuổi xe ngay. Xe phải di chuyển, rồi thúc ngựa một nước để ngọa tàu. Lý lại dùng xe tiến một kiềm chế ngay. Uông dùng binh bày mà tiến một. Lý lúc này đã chấp nhận bổ sĩ trước, tại vì biết đối phương trước sau cũng lấy chốt bình đường 8 để chốt từ vào mã biên. Từ đầu vốn chưa hề có cơ hội để xuất trần. Và đòn đánh trả của Lý lấy pháo 8 này tiến thẳng hai nước để đợi chờ. Sau khi Uông ra tay, Lý cũng làm vậy, pháo tiêu diệt vào mã. Vừa nhân tiện còn chiều tướng, Uông Dương lấy pháo thoát đường sườn còn lại, Lý lại dùng pháo 5 để tiến một. Uông lúc này mới nhảy mã chiếu, tướng xuất cung, rồi lại bình chốt vào. Có thể thấy là quân chốt đường 3 sau khi bỏ pháo đang ngày càng lập được công trạng lớn lao hơn. Thứ nhất, làm cho hàng tuyến của Lý Hàn Lâm gần như lùng cùng và xáo trộn, cũng vì vậy mà việc lấy lại quân trở nên dễ dàng. Nhưng sau khi tiếp cận vào kinh thành, ngay hàng tường, chỉ cần một bước nữa, ắt sẽ lập được công to, tức là lấy chốt bình vào, kết hợp pháo để sát cục. Bởi vậy, Lý đã thủ sẵn từ trước, lấy pháo để vỗ mặt, tướng phải vào, rời pháo về vài nước, cản lấy sức mã, để cho Uông đưa chốt còn lại để tiếp cận. Lý làm gì? Lấy xe điều sang, có thể thấy là đường cờ của Lý đang ngày càng tỏ ra hỗn loạn, cũng dễ hiểu. Sau khi lấy lại quân, nhưng đổi lại, pháo và xe, Lý không thể nào tìm cách mà xoay sở. Đành phải bó thành một cục trước sự kiềm hãm chặt chẽ của đối phương. Tới đây Uông Dương nhân tiền, lấy chốt để vỗ mặt, tướng phải vào, rồi dùng binh mà tiến một. Lý càng lúc càng khó xoay sở, đành phải dùng binh 5 tiến một. Có lẽ rằng đây là một quân linh đồng cuối cùng để có thể tiến qua một vài nước nữa, ít nhất là hai nước, giữ lấy pháo, rồi xe này mới có quyền đến linh đồng. Lựa chọn của Uông Dương cũng rất đối thường tình, cũng chỉ là lấy chốt để di chuyển, Lý cũng vậy, lại tiến chốt. Nhưng Uông Dương tới đây đã khiến cho Lý phải trùng tay, không thể nào cứ vậy mà tiến chốt. Lựa chọn duy nhất là phải buông cờ, Uông đưa pháo đóng vào trung lộ. Việc này mục đích gì? Cho dù Lý có tiến chốt hay không thì sĩ trung tâm cũng khóa cứng hoàn toàn. Bình tiến một chẳng hạn, chốt chỉ cần lắc vào, pháo này bị gọi án tử. Chốt tiêu diệt pháo có lẽ là lựa chọn khả thi nhất. Bình tiến một, và tới đây đánh kiểu gì cũng không thể nào ngăn cản cho 6 bình 5 tiểu đao xuyên tâm và sát cục. Có thể nói là một trận chiến rất hay. Còn video tới đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.